Con tên là Đặng Vũ Thiên Anh. Sở thích của con là chơi piano và tập hip hop. Ở nhà con, bố mẹ con và các trận đấu của con thường gọi con là Tít. Gia đình con là một gia đình nghệ thuật cho nên là con cũng thích hip hop. Nếu mà con tập hip hop thì sức khỏe con sẽ được nâng cao bởi thể thao. Bởi thể thao đấy thì con sẽ ít khi bị ốm và ho sốt gì đó, con chống được hết. Ở trong Tít thì là một bạn rất là hòa đồng, vui vẻ và lạc quan, tích cực. Ở gần bạn ấy thì luôn luôn là cảm nhận được cái sự cái năng lượng tích cực của bạn ấy qua những cái cách mà bạn ấy thể hiện ra. Còn về trong cái lĩnh vực hip hop breaking này thì Tít là ở trong top đầu những bạn tốt nhất ở tại Hà Nội và Hà Nội nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Bạn ấy từ bé thì đã có cái khả năng cảm thụ âm nhạc rất là tốt ạ. Mỗi lần mà nghe theo một cái giai điệu, một nhịp nhạc gì đó thì bạn ấy đã có thể nhún nhảy và có thể nhớ được cái giai điệu đấy rất là nhanh. Trước khi mà Thiên Anh đi học hip hop thì gia đình cũng đã cho bạn ấy đi học một cái khóa cảm thụ âm nhạc. Và bạn ấy đã đáp ứng rất là tốt tất cả những cái yêu cầu của khóa học đó và đạt điểm số rất là cao. Sau đó thì là gia đình cũng đã tìm hiểu và nghiên cứu các cái bộ môn nghệ thuật liên quan đến âm nhạc, ví dụ như là piano và học nhảy chẳng hạn, thì là đã cho bạn đi học thử. Và sau khi đi học thử hip hop thì xong thì Thiên Anh rất là thích. Và từ đấy là nhất quyết là đòi bố mẹ là phải cho con đi học hip hop. Và bản thân thì bọn em cũng thấy rằng là hip hop là một cái bộ môn rất là tốt cho con. Không những là phát triển được cái khả năng nghệ thuật, cảm thụ âm nhạc của con mà còn có thể tăng cái sức khỏe cho con. Và bạn ấy mỗi buổi đi tập hip hop về thì Thiên Anh ăn rất là nhiều và cảm thấy rất là vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Thì có một thứ là gia đình rất sợ là khi con tập cái động tác mà dễ chấn thương. Nhưng mà nếu mà theo việc cả trong người con thì con chẳng thấy con bị chấn thương tí nào. Một khi mà con tập đúng kỹ thuật thì chấn thương của con nó bay đi hết. Thật ra là có sợ. Mỗi lần mà Thiên Anh tập những động tác khó thì gia đình cũng có sợ và lo lắng. Đó là điều chắc chắn rồi. Trước đây thì khi mà Thiên Anh học cái giai đoạn đầu tiên ý, thì là thể chất của bạn ấy chưa đáp ứng được. Và thậm chí là đã có giai đoạn là gia đình đã phải cho nghỉ, bởi vì là bạn ấy không thể làm được những cái động tác khó. Thì sau khi mà xong rồi cái quá trình nghỉ, và bản thân Thiên Anh cũng là một người rất là thích học hip hop, và đến khi mà cho con trở lại thì thầy thể chất đã đáp ứng được và thầy cũng đã hướng dẫn bạn ấy từng động tác và từng kỹ thuật. Thì từ đó thì Thiên Anh cũng đã tập được tốt hơn và thực hiện được những cái động tác khó như bây giờ. Thực chất thì khi mọi người nhìn thấy những cái động tác khó, ví dụ như là lộn này, rồi là xoắn đầu này, rồi là dùng khỉu, thì mọi người sẽ nhìn thấy rất là nguy hiểm. Thế nhưng mà với cái sự hướng dẫn của thầy giáo, với cái sự tập luyện đúng kỹ thuật, từng bước đáp ứng từng cái giai đoạn thể chất của con, thì những động tác đấy nó không còn nguy hiểm nữa. Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Super 10 siêu tài năng hiếm mùa 2 lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group.